Chào các bạn, ở đây mình và mọi người đang lạc vào cái thế giới TV độ phân giải cao và 3D của LG. Và ở đây chúng ta có một cô gái, xin lỗi, chúng ta sẽ không nói về cô gái. Chúng ta có rất là nhiều cái TV độ phân giải 4K và với kích thước khác nhau. Như ở đây chúng ta thấy là cái to nhất là cái 84 inch này, sau đó là cái 65 inch và 55 inch. Những cái giải độ phân giải tương tự như là cái những cái TV của Sony, nhưng mà thiết kế của nó truyền thống hơn. Và bên tay phải này, các bạn thấy là LG đã treo những cái TV độ phân giải cao cùng với những tấm tranh để cho chúng ta thấy rằng với những TV độ phân giải cao này, chúng ta sẽ có cảm giác như là nhìn vào đời sống thực sự, chứ không phải là chỉ là những cái TV như chúng ta vẫn thường nhìn đó. Còn ở bên đây thì LG họ trưng bày một cái TV độ phân giải cao và có khả năng chạm đó, không thể tuyệt vời hơn. Các bạn cứ nghĩ một ngày đẹp trời nào đó mà lớp học của các bạn hay là phòng họp của các bạn được trang bị những cái TV lớn thế này thì nó cứ như là chúng ta đang trong xem phim Mỹ vậy đó. Không chỉ chạm mà nó còn độ phân giải siêu cao, nhìn cứ như là chúng ta đang rờ vào những cái vật dụng thực tế vậy đó, quá đã. Và bên này thì một cái TV độ phân giải cao khác đang được nối vào cái Optimus G để cái anh bạn kia anh chơi game 3D. Optimus G thực sự là một chiếc điện thoại cấu hình rất là mạnh. Chúng ta thấy là nó truyền cái nội dung không dây của cái TV rất là tuyệt vời đó. Và rất là nhiều những thứ khác. Có thể nói là năm nay ở cái gian hàng của LG thì toàn là những cái sản phẩm TV rất là kinh khủng. Và mình rất là vui bởi vì cái TV 84 inch độ phân giải 4K này của LG đang bán ở Việt Nam với giá chỉ có 300 triệu. Trong khi giá ở nước ngoài là 20.000 đô. Và Sony họ bán cái TV của họ là 900 triệu. Mình đã đi đến một cái khu vực khác, đó là cái khu vực TV Laser 100 inch. Và tinh tế từng giới thiệu với các bạn. Các bạn thấy rất là đông người, mình phải đi từ từ thôi. Thì cái TV này có cái kích thước màn hình là 100 inch, dùng công nghệ laser. Nó tương tự như là cái TV đèn chiếu, nhưng mà cái đèn chiếu của nó ở phía trước chứ không phải là phía sau như những TV đèn chiếu khác. Và cái điểm hay của nó là cái chúng ta không cần phải để cái màn chiếu ra thật là xa so với lại việc chúng ta vẫn để hàng ngày. Cái màn chiếu chỉ cần để cách cái tường khoảng chừng 22 inch, tức là khoảng chừng nửa mét đó. Và chúng ta có một cái màn hình là 100 inch. Thì cái này nếu các bạn dùng để xem ở nhà thì nó hơi kém bởi vì độ phân giải nó không được cao. Độ phân giải không cao và cái chất lượng hình ảnh không tốt. Nhưng mà nếu các bạn dùng để trong phòng họp hay là ở trong phòng học hay là trong những cái nơi công cộng để giới thiệu thì nó rất là tuyệt vời. Và chắc chắn giá của nó rẻ hơn rất là nhiều nếu các bạn mua, nếu bạn so với lại những cái TV mà 100 inch khác, hoặc là ghép nhiều cái TV lại thành 100 inch. Và dĩ nhiên nó đầy đủ các tính năng như một cái Smart TV của LG vậy. Cảm ơn các bạn.